Tôi là ông Đặng Xuân Trang, quê ở thôn Tăng Bộng, xã Tân Lập, huyện Vũ Thư, tỉnh Thái Bình. Năm nay tôi 70 tuổi. Trước kia tôi có đi bộ đội hơn 10 năm, sau đó về duy trì nghề làm thợ mộc. Bây giờ tôi về nghỉ, không làm nữa. Dạ vâng ạ. Chú mắc bệnh phì đại tuyến tiền liệt lâu chưa? Và lúc đó thì mình gặp những triệu chứng như thế nào ạ? Tôi bị phì đại tuyến tiền liệt cách đây 8 năm. Và triệu chứng nguyên nhân của nó đầu tiên là nó bí tiểu, khó đi, phải đứng một lúc không dặn được, đi tia nó nhỏ. Khi đi thì nó hơi buốt ở cái vùng bàng quang niệu đạo. Tiểu đêm thì đi nhiều lần, một đêm có thể đi đến 3-4-5 lần. Ban ngày thì cũng đi tiểu nhiều hơn trước khi bị bệnh. Là một, thứ hai nữa là cứ uống nhiều nước thì nó còn dễ chịu một chút, mà uống ít nước là rất là khó đi. Đi nó tắc nghẽn, nó bí tiểu, nó khó. Dạ vâng ạ. Vậy khi gặp những triệu chứng như thế thì chú có đi khám không ạ? Và bác sĩ kết luận như thế nào ạ? Khi bị bệnh ấy là được độ 3-4 tháng thì tôi bắt đầu tôi xuống bệnh viện Hoàng An của Thái Bình. Viện Hoàng An tức là bệnh viện tư nhân của Thái Bình. Sau khi mà đã siêu âm mổ bụng là bác sĩ kết luận là tôi bị u xơ tiền liệt tuyến hay là phì đại tuyến tiền liệt. Dạ. Kích thước ở đấy là 50g. Bác sĩ có kê thuốc tây thì tôi có dùng một tháng, nhưng tôi thấy cái hiệu quả của nó nhanh tái phát lắm. Mà cái tình trạng nguồn gốc nguyên nhân vẫn thấy buốt, vẫn thấy khó chịu, vẫn thấy khó là đi tiểu, tiểu dắt, tiểu bí đứng mãi với dặn được. Thế rồi tiểu nó đi tiểu nó thành cái tia nhỏ. Mà tôi rất lo là bị như vậy là phải đi mổ là một, thứ hai nữa là nó tắc tiểu là phải đi mổ. Khi mắc cái bệnh phì đại tuyến tiền liệt thì đêm là đi tiểu 4-5 lần, mà ăn không ngon, ngủ không yên. Mà tôi sụt xuống như vậy là 5-6 cân ấy, mà tư tưởng là rất là phân tán, cứ lo là bị phải đi mổ rồi là thế nọ thế kia. Cho nên là ví dụ đi đám đi sứ hay là đi đến chỗ bạn bè đồng đội liên hoan các thứ thì rất là ngại, ở chỗ là xe, nhà xe ta quy định 3 tiếng, nhà mình chỉ 1 tiếng rưỡi 2 tiếng, đòi hỏi lái xe dừng xe xuống để đi tiểu nó rất là bất tiện. Dạ vâng ạ. Cháu được biết hiện tại bệnh phì đại tuyến tiền liệt của chú đã được cải thiện rất là tốt nhờ sản phẩm Bonimen. Vậy thì không biết là chú biết tới sản phẩm Bonimen này là qua đâu ạ? Tức là cái Bonimen ấy, cái sản phẩm Bonimen này thì tôi biết cách đây 7 năm rưỡi, sau khi 3 tháng là bác sĩ kết luận tôi là bị phì đại tuyến tiền liệt ở mức độ 50 rồi. Tôi đã dùng Bonimen sau khi mà quảng cáo ở trên TV. Trước kia là tôi dùng liều ngày 4 viên, mỗi bữa 2 viên, sáng 2 viên, tối 2 viên. Tôi dùng 2 đợt, tức là một đợt 1 tháng rưỡi thì nó về như vậy là 40g. Cái đợt thứ hai 2 tháng này nó về 25g. Khi về 25g thì tôi cảm thấy nó bình thường, tức là nó rất là thông thoáng, cảm thấy như người bình thường chứ không có vấn đề, không thấy buốt, không thấy khó, tiểu dắt, tiểu ngập ngừng gì nữa. Ban đêm là tôi chỉ có một lần hoặc là có đêm không đi lần nào. Dòng tiểu thì nó thoải mái, nó rộng thoải mái, đi nó thoải mái. Chứ trước kia thì khi bệnh thì đi thì nó cái tia nó nhỏ rồi nó khó đi, đứng mãi rồi mới đi tiểu được, nó lại hơi buốt, nó lại buốt nữa, cho nên là người rất là khó chịu. Là tôi cảm thấy nó trở lại bình thường, nó không còn triệu chứng gì nữa là tôi tạm nghỉ. Sau đó mãi làm ăn nó quên đi thì cái tiền liệt tuyến tôi nó lại tái phát. Cách đây 6 tháng tôi mới xuống bệnh viện Hoàng An mới khám lại thì người ta cho biết là tiền liệt tuyến tôi nó lại tái phát, như vậy là lên tới 50. Tôi về tôi dùng nhiều sản phẩm thảo dược khác, tức là gọi là có thấy đâu thì âu đấy, tức là thấy ai người ta giới thiệu đâu là tôi đi đấy, tôi mua tôi dùng, nhưng mà nói chung là không hiệu quả, chỉ xuống được qua 3g. Cách đây khoảng 3 tháng thì tôi có qua chỗ ông đồng đội ấy, là tôi thấy xuất hiện cái sản phẩm Bonimen này, tôi bảo thôi chết, ngày xưa mình đã uống mà kích thước giảm nhiều mà uống nó và uống rất là thoải mái,
mà mình không nhớ ra, thế là tôi lại xin cái vỏ về và tôi đến các đại lý cũ là tôi lấy. Sau đó là tôi dùng qua 6 lọ Bolimen trong vòng độ hơn tháng, thế mà đã xuống từ 47 mà xuống 38. Cho nên là cũng cách đây hơn tháng, nếu bây giờ như tôi bây giờ tôi đi khám thì có lẽ tôi cảm giác tôi trở lại bình thường, vì mọi cái sinh hoạt của tôi đi tiểu rất là thông thoáng, rất là dễ chịu. Tôi cũng tìm hiểu rất kỹ, Bolimen nó có 14 vị thảo dược, thế rồi là của nước ngoài người ta sản xuất nghiêm chỉnh, chứ các cái thảo dược trong nước là tôi thấy dùng hiệu quả nó thấp. Dạ vâng ạ. Vậy khi bệnh phì đại tuyến tiền liệt đã được kiểm soát tốt rồi, bây giờ chú thấy cuộc sống và sinh hoạt hàng ngày của mình có thay đổi như thế nào ạ? Sau khi mà dùng Bolimen cái đợt 1 và cái đợt 2, tôi cảm thấy người rất là thoải mái, khỏe mạnh, và đến bây giờ là lên được, cái đợt sau này lên được 2-3 cân, ăn được, ngủ được. Buổi sáng thì tôi cứ dậy như vậy là thể dục khoảng 30 phút. Đấy. Theo cái quan điểm là ở mạng người ta hướng dẫn cho người cao tuổi. Đấy. Mình đi lại rồi mình tập thể dục hoạt động nhẹ. Thế buổi chiều cũng phải dành 15-20 phút để thể dục đi lại hoạt động. Bây giờ thì tình trạng mà đi chơi hay là đi du lịch là tư tưởng rất là thoải mái. Đi đâu là có không ngại gì cả. Liên hoan bạn bè đồng đội hay dỗ Tết hay đám sứ họ hàng này khác rất là vui vẻ thoải mái. Dạ vâng ạ. Vậy chú sử dụng Bolimen mình thấy có tác dụng phụ gì không ạ? Cái sản phẩm Bolimen thì nó thuộc dòng thảo dược. Tôi đã tìm hiểu kỹ, tôi biết nó không có phản ứng phụ hay là nó không có độc tố gì cả. Mặc dù tôi có bệnh dạ dày đại tràng, nhưng tôi uống lúc đói cũng tôi cũng thấy nó bình thường, chứ không có cái gì nó gọi là ảnh hưởng đến cái dạ dày và đại tràng của mình cả. Nói chung tôi dùng rất là nhiều sản phẩm thảo dược để mà giảm kích thước phì đại tiền liệt tuyến, nhưng mà được dùng đến cái loại Bolimen này của Canada là tôi thấy là cái hiệu quả của nó cao nhất, mà chi phí hết ít tiền. Cho nên là anh em, bạn bè, đồng đội hay bà con nào thì mà có bị mắc cái bệnh như thế này, nên tìm hiểu những người đã dùng Bolimen này để coi như là dùng thì cái hiệu quả nó cao mà chi phí ít. Dạ vâng ạ, cháu rất cảm ơn những chia sẻ của chú ạ. Cháu chúc chú luôn mạnh khỏe và hạnh phúc.